Trong nhiều năm qua, các lãnh đạo quân đội Mỹ đã chứng kiến cán cân quân sự ở châu Á chuyển dịch theo hướng bất lợi cho họ. Vào năm 2018, một ủy ban đã cảnh báo rằng nếu chiến tranh với Trung Quốc xảy ra, người Mỹ có thể phải đối mặt với một thất bại quân sự quyết định. Đô đốc Philip Davidson, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ đạt được sự vượt trội trong vòng 5 năm tới. Triển vọng đó đã làm Quốc hội Mỹ bất an. Vào tháng 12, Quốc hội đã thông qua một quỹ 2,2 tỷ đô la gọi là sáng kiến răn đe Thái Bình Dương. Giờ đây, các chỉ huy Mỹ ở châu Á đã yêu cầu Quốc hội tăng gấp đôi số tiền tài trợ cho sáng kiến này lên mức 4,7 tỷ đô la trong giai đoạn 2021-2022, nhiều hơn ngân sách quốc phòng của Philippines và 22,7 tỷ đô la cho giai đoạn 5 năm 2027. Chúng ta đều biết Mỹ có rất nhiều binh sĩ, máy bay và tàu chiến. Vấn đề bây giờ là đặt chúng ở đâu để tận dụng hết sức mạnh quân đội Mỹ. Trong bất kỳ cuộc xung đột nào ở châu Á, Mỹ sẽ phải dựa vào một số căn cứ lớn, đặc biệt là ở Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn nằm trong tầm bắn của kho tên lửa thông thường khổng lồ của Trung Quốc. Các chỉ huy Mỹ muốn củng cố hệ thống phòng thủ của họ và tấn công của họ, dàn trải lực lượng và phát triển những cách thức mới nhằm đưa Trung Quốc vào thế phải chống đỡ. Trọng tâm của những nỗ lực này là Guam, một hòn đảo nằm ở Thái Bình Dương, được mô tả là vị trí hoạt động quan trọng nhất ở Tây Thái Bình Dương. Nó đủ gần Trung Quốc để có thể sử dụng làm bàn đạp cho máy bay ném bom và các loại vũ khí khác, nhưng cũng đủ xa, cách lục địa Trung Quốc khoảng 3.000 km để nằm ngoài tầm bắn của phần lớn tên lửa Trung Quốc. Điều thuận tiện là hòn đảo này thuộc lãnh thổ Mỹ, vì vậy các chỉ huy có thể sử dụng nó mà không cần mặc cả với các đồng minh. Một căn cứ mới của thủy quân lục chiến trên đảo Guam được khai trương vào tháng 10 là căn cứ đầu tiên của lực lượng này ở châu Á kể từ năm 1952. Vấn đề là Guam, mặc dù có độ an toàn tương đối, vẫn có thể bị tấn công bởi một số tên lửa đạn đạo mới hơn của Trung Quốc. Mặc dù số lượng ít hơn, cũng như tên lửa hành trình có tầm bay thấp phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và máy bay ném bom. Nhưng nếu các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc bị tấn công bằng tên lửa, mình đảo Guam có thể không đủ. Quân đội sẽ cần nhiều căn cứ hơn để phân tán lực lượng. Vậy Mỹ phải cần thêm một căn cứ chiến lược để đánh phủ đầu Trung Quốc, kiểm soát biển Đông hiệu quả nhất. Và ở Việt Nam, có một nơi thiên thời địa lợi được biết đến với cái tên Cam Ranh. Nhưng thách thức đặt ra là không nhiều quốc gia hứng thú trước viễn cảnh làm nơi đặt các tên lửa của Mỹ như vậy trong thời bình hoặc trở thành nơi ẩn náu cho quân đội Mỹ lúc xảy ra chiến tranh. Mặc dù Mỹ và nhiều nước thèm muốn nhưng Việt Nam không hề muốn Mỹ hay bất kỳ nước nào sử dụng Cam Ranh. Chúng ta có chủ trương không liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Tạp chí Tuần Tin Tức của Trung Quốc năm ngoái đã từng có bài viết nói rằng có lẽ cả châu Á cũng không thể tìm kiếm được quân cảng nào độc đáo và nguy hiểm như quân cảng Cam Ranh của Việt Nam. Đồng thời trích dẫn nhận xét của báo chí Mỹ có đoạn: ai chiếm được vịnh Cam Ranh, người đó sẽ chiếm được một nửa Trung Quốc, có thể kiểm soát được tuyến đường giao thông biển Á-Âu. Đó là những gì mà Trung Quốc, Mỹ hay nhiều nước đã từng biết tới quân cảng Cam Ranh của Việt Nam ta nhận xét về nó. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh chống giặc của ông cha ta, quân cảng này vẫn luôn nắm vị trí chiến lược quan trọng mà nhiều nước đều mong có được. Trung Quốc nhận xét rằng, nếu bố trí tên lửa phòng không ở vịnh Cam Ranh và những cao điểm xung quanh, thì toàn bộ eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm khống chế của hỏa lực những tên lửa đó. Ngoài ra, vịnh Cam Ranh còn có thể cho phép triển khai hệ thống giám sát điện tử để kiểm soát toàn bộ khu vực Bắc Ấn Độ Dương, vịnh Persia, biển Hoa Đông và Nam Hải, tức biển Đông. Vừa có lợi thế tự nhiên, rất có lợi cho quân sự, quốc phòng, lại cận kề tuyến đường vận tải biển quốc tế trọng yếu. Nên từ hàng trăm năm nay, vịnh Cam Ranh luôn được hải quân các cường quốc coi là trung tâm dịch vụ hậu cần quan trọng. Với vị thế đó, tất yếu Cam Ranh trở thành tâm điểm của sự nhòm ngó và thèm khát của giới quân sự bên ngoài, bao gồm các cường quốc hải quân như Mỹ, Nga, Nhật và Trung Quốc. Họ muốn hiện diện và thuê cảng để phục vụ cho mưu đồ quân sự của mình tại Biển Đông, một vùng biển vô cùng tiềm năng. Đó cũng chính là lý do vì sao mà chính lực lượng hải quân Nga từng phải thốt lên rằng hải quân Nga được ở đây chẳng khác gì được chạm vào giấc mơ. Nhưng phía Trung Quốc biết Mỹ đang âm thầm bao vây mình, không hề kém cạnh, liên tục thử tên lửa đạn đạo, phô trương sức mạnh răn đe tại Mỹ.
Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh tại Bắc Kinh, Trung Quốc lần đầu tiên công bố mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Zhongfei-41 DF-41, được giới quan sát đánh giá sẽ trở thành nền tảng cho năng lực gian đe chiến lược của nước này. Xuất hiện trên những xe bệ phóng 16 bánh khổng lồ, DF-41 là mẫu vũ khí trên bộ lớn nhất được Trung Quốc triển khai trong lễ duyệt binh. Các học giả quân sự nước này cũng ca ngợi đây là một trong những vũ khí hiện đại nhất, có sức sát thương lớn nhất trên thế giới. DF-41 là vũ khí chiến lược thế hệ thứ tư của Trung Quốc, với tầm bắn xa nhất trong số tên lửa xuyên lục địa hiện có. Theo truyền thông Trung Quốc, DF-41 có tầm bắn lên tới 15.000 km, trở thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bắn xa nhất thế giới. DF-41 sử dụng nguyên liệu rắn và được gắn trên bệ phóng di động, giúp nó có tính cơ động cao và thời gian phóng ngắn, khiến đối phương khó theo dõi. Một số chuyên gia cho biết DF-41 còn có thể được triển khai tại các giếng phóng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Nước này có thể đang phát triển bệ phóng chạy trên đường sắt cho DF-41 được ngụy trang dưới dạng toa xe tàu hỏa thông thường. Các tính năng này được cho là giúp tăng tốc độ phản ứng và khả năng sống sót của lực lượng hạt nhân Trung Quốc trước các đợt tấn công phủ đầu của đối phương. Với trọng tải 2,5 tấn, DF-41 có thể mang theo 10 đầu đạn, hồi quyển độc lập và trên lý thuyết có thể tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ chỉ 30 phút sau khi phóng. DF-41 còn có thể mang theo mồi nhử và các thiết bị hỗ trợ thâm nhập khác để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Trung Quốc còn đưa phiên bản nâng cấp của mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chủ lực DF-31 tham gia lễ duyệt binh hôm 1 tháng 10. DF-31 có tầm bắn hơn 11.200 km, có thể bao phủ gần như toàn bộ lục địa Mỹ. Việc Trung Quốc phô trương các mẫu ICBM mạnh nhất trong biên chế tại lễ duyệt binh được coi là động thái đáp trả trước sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD hiện đại của Hàn Quốc và tuyên bố sẽ sớm triển khai căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, con số khiêm tốn so với 6.185 đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, khi phát triển các loại tên lửa như DF-41, Trung Quốc đã nâng cấp và có thể sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Trung Quốc gần đây phát triển các loại tên lửa chiến lược mới do nước này tính toán nhiều đến khả năng sống sót của lực lượng hạt nhân nếu chiến tranh nổ ra. Trung Quốc cất giữ riêng tên lửa và đầu đạn trong thời bình, đồng thời tìm cách đảm bảo vũ khí hạt nhân không bị phá hủy trước đòn tấn công chính xác của đối thủ để sau đó có thể phát động đợt tấn công trả đũa. Một cựu đại tá Trung Quốc phân tích, chúng tôi muốn dùng vũ khí hạng nặng đó để kiềm chế Mỹ. Chúng tôi không đủ sức để ganh đua với Mỹ, nên đang phát triển một số khí tài độc đáo để Mỹ không dám tấn công chúng tôi trước. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.